Chào các em, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát. Chúng ta vào phần thứ nhất, sự đa dạng. Lớp bò sát thể hiện cái sự đa dạng ở điểm nào? Qua cái phần này thì các em nghiên cứu cái thông tin ở sách giáo khoa. Chúng ta sẽ rút ra được một số cái kết luận về sự đa dạng của lớp bò sát. Số lượng loài rất lớn, được chia ra làm 4 bộ. Một số hình ảnh về 4 bộ bò sát. Chúng ta sang phần 2 là các loài khủng long. Các em quan sát hình 40.2, đọc cái chú thích ở dưới hình và nêu được đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh, khủng long bạo chúa, thích nghi với đời sống của chúng. Chúng ta vào phần thứ nhất, sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long. Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời và sự phồn thịnh của khủng long? Và đây là phần kiến thức mà các em cần phải ghi nhận vào. Chúng ta sang phần 2, sự diệt vong của khủng long. Nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của khủng long. Vậy tại sao những loài bò sát có kích thước nhỏ vẫn còn tồn tại và sống sót đến ngày nay? Chúng ta sang phần 3, đặc điểm chung. Đây là phần quan trọng của bài học.
chúng ta sang phần 4, phần vai trò. Một là lợi ích. Đây là một số hình ảnh về sự lợi ích. Một số câu hỏi củng cố. Các em hoàn thành phần này và gửi lại. Nội dung của bài học đến đây là kết thúc. Các em quan sát kỹ phần hướng dẫn để chuẩn bị tốt cho bài tiếp theo. Sau đây là 10 câu hỏi. Các em hoàn thành và gửi lại cho thầy. Tiết học đến đây là kết thúc.